Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Ga-li-lê-a, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đổi buồn phiền. Khi các ngài đến Ca-pha-na-um, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phê-rô và hỏi rằng: Thầy các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chứ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua Chúa trần gian thu thuế má hạng người nào, đòi con cái mình hay người ngoài? Ông thưa rằng: Đòi người ngoài. Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu. Con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền. Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa nghe con, lời nghe Chúa. Khi Chúa Giêsu làm người, chúng ta thấy từ ngày mà Chúa mới giáng sinh cho tới bây giờ, nhiều lần Chúa chứng minh người không muốn thoát ly khỏi lề luật của Thiên Chúa, hay muốn thoát ly khỏi lề luật mà ở đó nó ràng buộc, để trở nên người của một cộng đồng Do Thái giáo. Chẳng hạn khi người mới sinh ra đủ ngày đủ tháng, Đức Mẹ đã dâng Chúa vào đền thánh. Mặc dù Chúa đã là Thiên Chúa, người vẫn chấp nhận thực hiện chính hành vi của lề luật, dâng con trai đầu lòng trong đền thờ. Và hôm nay cũng vậy, khi Chúa Giêsu nộp thuế cho đền thờ, người nói rõ con cái trong nhà thì không nộp, không nộp thuế cho kẻ nhận thuế ấy. Nghĩa là đền thờ là chính nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đây cũng là chính Thiên Chúa, đây là con của Thiên Chúa. Vậy thì không ai lại đi lấy thuế của chính người con của ông chủ, mà người chủ đó là người có quyền trong việc giữ thuế má ấy. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dạy Thánh Phê-rô hãy nộp thuế. Có điều cách thức nộp thuế của Chúa thì cũng lạ hơn tất cả chúng ta. Nếu chúng ta thiếu tiền không nộp thuế thì có lẽ sẽ khó khăn cho mình. Nhưng một lần Chúa Giêsu, tôi thấy đây là lần duy nhất Chúa bảo tông đồ của Chúa ra biển bắt cá để lấy đủ đồng tiền cho sự nộp thuế ấy. Nghĩa là thầy trò chắc có lẽ đang không có tiền. Và chúng ta thấy mặc dù một chi tiết hơi nhỏ, ít có ai để ý, nhưng lại là một phép lạ. Ở đâu trong miệng con cá mà có sẵn đồng tiền, mà sao Chúa không làm một phát rồi lấy từ tiền trên bàn tay của mình đưa cho Thánh Phê-rô luôn cho rồi? Mắc mớ gì mà phải, đã là phép lạ thì mắc mớ gì mà phải sai Thánh Phê-rô ra biển rồi bắt con cá rồi móc họng nó để lấy đồng tiền? Một vài những chi tiết chúng ta khó hiểu, thế nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể giải thích được phần nào. Thứ nhất, đó là người muốn sự cộng tác của con người. Dẫu ở đó Thiên Chúa có thể ban cho con người những ơn mà con người muốn, những ơn mà chúng ta có thể cần đến, thế nhưng không bao giờ con người ngồi một chỗ rồi Thiên Chúa làm thay tất cả.
Dẫu Chúa có thể trao cho Thánh Phêrô một đồng tiền để đi đóng thuế cho cả hai thầy trò đi nữa, thì Chúa vẫn đòi sự cộng tác của Thánh Phêrô. Ông vẫn phải ra biển, ông vẫn phải đổ mồ hôi, ông vẫn phải góp công của mình để có thể có được đồng tiền. Ông không thể ngồi đó mà chờ sung rụng rồi há mồm nuốt lấy được. Và điều thứ hai, Chúa cũng chẳng cần phải nói rõ là con cái trong nhà thì khỏi phải nộp thuế. Nhưng Chúa vẫn giải thích cho các thánh tông đồ biết, để dạy các thánh và dạy tất cả chúng ta, lề luật của Thiên Chúa phải được thượng tôn. Để dẫu thế nào đi nữa, dẫu hôm nay ta có quyền không làm những điều này, thì ta vẫn nói với các ngươi rằng lề luật của Thiên Chúa phải là điều các ngươi gìn giữ, phải là điều các ngươi mang lấy, phải là điều các ngươi sống cho trọn. Và thưa anh chị em, với hai điều đó, chúng ta rút ra kết luận gì cho mình? Trước hết, chúng ta đừng bao giờ nói rằng mình phải được giải thoát khỏi những nhọc công, khỏi những lo buồn, khỏi những khó khăn, những thử thách ở đời này. Không đâu. Đã phận làm người, chúng ta phải là người cộng tác với ơn Chúa. Cộng tác với ơn Chúa thì có nhiều chiều kích lắm. Anh chị em đang ngồi đây tham dự thánh lễ, anh chị em đang cầu nguyện, anh chị em đang cộng tác với ơn Chúa, anh chị em sản xuất ra những vật chất cho con người, cho thế giới, cho chính mình, cho gia đình mình, anh chị em đang cộng tác với ơn Chúa. Anh chị em ra ngoài kia có thể nâng đỡ người già, kẻ yếu, giúp đỡ cho người ở trong trại tế bần, giúp đỡ cho ai đó đang phải khó khăn trong đường đi nước bước của họ. Anh chị em góp một phần trong tiếng nói của mình, trong sự sáng suốt của mình để dẫn đường cho một ai đó, để họ có thể khám phá ra ánh sáng của đời họ. Tất cả những điều đó chúng ta đang cộng tác với ơn Chúa để xây dựng đời mình, để xây dựng xã hội, để xây dựng sự sống trong cuộc đời này. Chúng ta phải cộng tác, chúng ta phải có trách nhiệm và chúng ta phải thực hành ơn gọi của mình trên tất cả mọi lĩnh vực. Nếu lĩnh vực đó trong bổn phận và trong tính cách mà mình có thể làm được, thực hiện được, và chúng ta sẽ càng dồi dào ơn Thánh Chúa trong tất cả những hành vi, trong tất cả những biến cố của đời sống mà mình cộng tác chính mình nỗ lực chính bản thân mình. Và thứ hai, dẫu cho chúng ta có thể làm bất cứ điều gì để sinh sôi, để có thể phát triển sự sống, phát triển xã hội, phát triển trần thế, thì đều gắn với lề luật của Thiên Chúa, đều gắn với tất cả những sự chân chính và đời sống công chính. Đó là điều mà không bao giờ chúng ta được phép ly thoát nó. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được việc nên thánh của mình là như thế, xây dựng sự sống nơi cuộc đời trong ơn nghĩa với Chúa, xây dựng tất cả những tương quan ở cuộc đời này, dù là tương quan chiều cao với Chúa hay chiều ngang với anh em, với xã hội trần thế, thì đều gắn mình với thánh ý Chúa, với lề luật Chúa, với sự sống ở trong đó. Sự thánh thiện phải được đề cao, ơn Thánh Chúa phải được luôn luôn trỗi dậy. Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu được như vậy. Và tôi nghĩ rằng vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính, Ngài cũng không làm gì khác hơn, đó là cộng tác phần mình trong ơn nghĩa của Chúa, để nỗ lực xây dựng đời mình nên thánh, để nỗ lực xây dựng sự thánh thiện cho môi trường xung quanh mà mình đã có trách nhiệm. Thánh Đa Minh là như thế, để Ngài ngày hôm nay hưởng mặt Chúa trên thiên đàng và là người mang lại tấm gương cần thiết cho đời sống thánh thiện, cho đời sống nỗ lực trong ơn gọi, trong trách nhiệm và trong chức phận làm người của chính chúng ta.